cộng đoàn cùng đứng. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: Tôi ra đi, các ông sẽ đi tìm tôi và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi tôi đi, các ông không thể nào tới được. Những người Do Thái nói với nhau rằng: Chắc là ông ta sắp tự tử hay sao, mà lại nói nơi tôi đi, các ông không thể tới được. Chúa Giêsu nói tiếp: Các ông thuộc về hạ giới, còn tôi bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói các ông sẽ chết trong tội của các ông. Vì nếu các ông không tin tôi, các ông sẽ chết trong tội của các ông. Vậy họ liền hỏi: Ông là ai? Chúa Giêsu trả lời: Là Nguyên Thủy đang nói với các ông đây. Tôi có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Và điều tôi nói ra trong thế gian đây chính là điều tôi đã nghe biết ở nơi Ngài. Nhưng họ không hiểu là người muốn nói về Chúa Cha. Vì thế Chúa Giêsu nói: Khi nào các ông đưa con người lên cao, các ông sẽ nhận biết tôi là ai. Tôi không tự mình làm điều gì, điều tôi nói chính là điều Chúa Cha đã dạy tôi. Đấng đã sai tôi đang ở với tôi, Ngài không để tôi một mình, bởi vì tôi luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài. Khi người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bước vào tuần thánh, chúng ta sẽ nghe bài thương khó, đặc biệt trong một đoạn mà Chúa Giêsu trả lời với tổng trấn Phi-la-tô: Tôi đến để làm chứng cho sự thật. Rồi Chúa không nói nữa. Ông Phi-la-tô là một người được giáo dục, huấn luyện trong cái văn hóa của người Hy Lạp và La Mã. Ông biết triết học, cho nên cái vấn đề sự thật, tức là chân lý, là một trong những đối tượng của triết học. Ông quay lại, ông hỏi Chúa Giêsu sự thật là gì. Nhưng Chúa không nói. Ở đây, Chúa Giêsu vừa nói, Cha của tôi là Đấng chân thật, tức là nguồn gốc của sự thật, nó nằm ở Thượng Đế, Thiên Chúa Cha. Nhưng mình phải hiểu cái chữ sự thật đó là gì. Mình là người có đạo, đó là chữ bình dân, hay Kitô hữu nói theo giáo lý, hay những người đồ đệ của Chúa Giêsu. Vậy sự thật là cái gì? Thưa, một trong những câu trả lời trước tiên nó đến trong đầu tôi, sự thật là đạo lý của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm Thánh Gioan có nói câu đó. Và là sự thật là chính Chúa Giêsu. Cũng Thánh Gioan, nếu liên kết hai cái câu đó, sự thật là đạo lý của Thiên Chúa, của trời, và chính cái con người đi dạy cái đó là Chúa Giêsu, chúng ta có thấy rõ ràng rằng lòng tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, chính lòng tin đó giải thoát con người khỏi cảnh nô lệ tội lỗi. Cho nên ở đầu lễ tôi có nói cái chữ tiếng Hy Lạp kerygma, nó có hai điều nó ngược nhau: kerygma và mystery. Mystery mình dịch là mầu nhiệm, kerygma mình dịch là tuyên xưng.
hai cái ngược nhau. Mầu nhiệm thì được giấu kín rồi được mặc khải từ từ, còn charisma là phải nói to ra, phải công bố, phải đi rao giảng. Như vậy, nếu chúng ta là người tin vào sự thật, tức là vào đạo lý của Chúa Giêsu, hay tin vào con người của Chúa Giêsu, thì cái điều mà chúng ta cần phải đi rao giảng là cái gì? Tôi cứ đặt cái câu đó hoài, không biết mình sẽ rao cái gì. Không có khó đâu. Lấy Phúc âm Ma-thêu chương 28 ví dụ, hay là rõ nhất là thư của Thánh Phao-lô, thư thứ nhất gửi cho Cô-rinh-tô chương 15 câu 1 trở đi. Nghe, hỡi anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em và anh em đã lãnh nhận. Và trong đó, anh em hiện còn đứng vững, không bị chao đảo, và cũng nhờ đó mà anh em được cứu độ. Nếu lời lẽ tôi đã dùng để rao giảng cho anh em mà anh em vẫn còn nắm vững, thì bằng không, anh em đã tin một cách vô lối. Vì tiên vàng, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận và đã rao giảng. Đó là cái câu này gọi là charisma, điều đáng tuyên xưng là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng Người đã sống lại vào ngày thứ ba. Hết. Hai cái đó nhiều khi mình nghe đi nghe lại mình không để ý. Đó là cái tủy của rao giảng tin mừng, chứ không nói chuyện gì khác. Tin mừng là như vậy đó. Cái cốt lõi của tin mừng là như vậy. Phao-lô đã trịnh trọng lặp đi lặp lại. Cốt yếu hơn cả lời tuyên xưng tiên khởi là danh hiệu Chúa Giêsu. Mình cũng có thể đọc Giêsu Kitô, Giêsu Kitô. Đó là cái tuyên xưng tiên khởi là đầu tiên. Nhưng cái lõi ở trong, cái trọng tâm ở trong vẫn là Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta và Ngài đã phục sinh. Ghê thật. Cho nên nói Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng ta, đúng. Và cái điểm quan trọng để làm chứng cho niềm tin là Chúa đã sống lại. Hai tuần nữa là tới lễ phục sinh, lại lặp đi lặp lại, Ngài đã sống lại rồi, Ngài đã sống lại rồi, mà không có gì thay đổi hết. Vũ như cẩn là vẫn như cũ. Nếu mình loan báo một con người đã sống lại, cái tâm tình của mình ra sao? Cách sống của mình ra sao? Thôi không bàn chuyện đó, nhưng bàn hôm nay đây, đây là cái niềm tin cốt yếu của mọi người đó. Không ở bất kỳ tuổi nào đâu, không phải dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân đâu. Tất cả đều chỉ có một cái charisma, là một lời tuyên xưng duy nhất. Xin đừng quên, đừng tuyên xưng chuyện gì khác, có những hình thức khác đều là phụ so với cái tuyên xưng cốt yếu nhất. Tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần cái chữ đó, là Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng ta đó, đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại vào ngày thứ ba là sống lại. Xin đừng quên thưa quý vị, còn bao nhiêu chuyện khác, ví dụ mình nói rao giảng về lòng thương xót Chúa, ok, nhưng không phải là cái charisma, là cái lời tuyên xưng cốt yếu của giáo hội. Mình rao giảng về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ok, không có sai, nhưng chưa phải cốt yếu. Thấy không? Mình rao giảng về lòng quan phòng của Chúa, Hằng biết hết mọi sự, đúng chứ không sai, nhưng không phải cái chính. Trời ơi, nói mạnh như vậy, thấy không? Để ít nhất trong buổi chiều ngày mùng 5 tháng 4 này, mình ý thức được cái điều mình được dạy mà mình quên từ lâu. Tin mừng là gì? Tin mừng phải công bố. Tiếng Hy Lạp gọi là charisma. Lời mình tuyên xưng ra đó là một lời đó thôi. Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã chết vì tội lỗi chúng ta và Người đã
vào ngày thứ ba đã sống lại. Đủ rồi. Ai tuyên xưng điều đó được cứu độ. Không phải tuyên xưng bằng môi bằng miệng, bằng cả một đời sống. Vì Chúa bảo không phải cứ kêu lại Chúa là được cứu độ. Đó không phải tôi chế ra đâu. Đúng rõ ràng Chúa Giê-xu nói. Nhưng mà bằng cả cách sống, tâm tư nguyện vọng của mình đặt vào đó. Thưa quý ông bà và anh chị em, mình biết chứ, nhưng nhiều khi mình không chọn, hay là mình chưa ý thức đủ để thấy nó quan trọng. Cái câu chết vì tội lỗi chúng ta rất là thâm thúy, mà mình vẫn cứ tỉnh bơ là tại vì mình thấy mình không có tội. Cho nên Chúa chết cho ai á, không phải cho tôi. Đó là cái khuyết điểm đó. Cái chưa ý thức đủ. Rồi nhất là mình nói Chúa sống lại rồi, mà mình u sầu ủ dột, 20 thế kỷ rồi vẫn tiếp tục buồn rầu. Cái người mình tin, mình bỏ cả cuộc đời đi theo, người đó chết và sống lại mà mình không có vui vậy đó. Cả cuộc đời Kitô hữu thấy u sầu ủ dột, toàn căng thẳng, đè nén, ức chế, than van, càm ràm. Đúng. Tại mình chưa ý thức được ngày thứ ba ông ấy sống lại. Cho nên nhiều khi lâu lâu cũng phải ngồi nói lại với nhau. Không có thừa đâu. Ít nhất hôm nay quý vị nghe một chữ tiếng Hy Lạp kerygma. Nó ngược với cái chữ mystery là cái mầu nhiệm. Kerygma là cái gì mình phải nói ra. Cái mình tuyên xưng ra là cái gì? Cái câu tôi vừa đọc. Cho nên nếu có một tôn giáo nào đến đây hỏi thưa quý vị tuyên xưng cái gì đại diện cho tôn giáo quý vị? Nhiều khi không biết nói á. Nhiều khi nói về Vatican rồi Đức Giáo Hoàng này kia, rồi phẩm trật. Nó đi ngoài đề mất rồi. Cứ nói có một câu đó thôi. Cái nhân vật gọi là con Thiên Chúa, tên là Giê-xu, tước hiệu là Kitô, đã chết vì tội lỗi của tôi. Nhưng ông ấy đã sống lại rồi. Ngày thứ ba ông sống lại. Cảm ơn đã nghe. Có khi nghe nó thừa, vì nghe đi nghe lại nó buồn lắm. Nhưng ít nhất mình ý thức hơn. Để có lúc nào đó trong giờ cầu nguyện, thay vì nói nhiều, mình chỉ nói với Chúa thôi, con tin Chúa chết vì tội lỗi của con, nhưng con cũng tin Chúa đã sống lại rồi. Xin cho con niềm vui khi nghĩ đến phục sinh của Chúa, hơn là chỉ dừng lại ở những cái đinh với mẩu gai, với sự thương khó. Chúa đâu có dừng ở đó. Chúa bước qua mấy cái đó để đi vào phục sinh mà. Mà mình nhấn mạnh nhiều quá, và mình càng nhấn mạnh lại càng không ý thức, vì hình như Chúa chết vì người khác có tội nhiều hơn, chứ không phải mình. Chúa chết vì tội của đứa khác, mình vô tội. Xin dâng lên Chúa thánh lễ hôm nay. Còn có mấy ngày nữa bước vào tuần thánh. Đây là hai tuần chúng ta sẽ nghe đi nghe lại cái kerygma hôm nay này. Cái câu tuyên xưng chính yếu của tin mừng của chúng ta là cái đó. Nếu có ai hỏi chắc quý vị trả lời được rồi, tôi hy vọng vậy. Có thể mình quên, nhưng lâu lâu lại nghe lại là ý thức hơn. Thú thật là không biết quý ông bà sống lâu ở cái xứ Tây Phương này thì có còn cái mặc cảm giống tôi hồi bé. Hồi bé tôi tin rằng ai cũng bị, nhất là nhìn thấy mấy người Tây Phương to, mắt xanh lè, lỗ mũi cao, nó là mình sợ rồi. Mình mặc cảm gì không biết. Nhưng mà chắc sang đây rồi chắc nhiều quý vị thì coi họ như mình thôi. Nhưng hồi nhỏ, lúc đó tôi học lớp 10, là cũng lớn rồi, 15, 16 tuổi. Đức cha Pích Kê Lợi, Nha Trang,
lên nhà dòng thăm. Và ông người Pháp, ông có to lắm bởi vì ông là ancien boxer, nghĩa là cựu võ sĩ quyền Anh, rồi mới đi tu. Tay chân ông to lắm, để râu rồi nữa. Ông mới lên thì thầy bề trên khuyến khích, em nào nói tiếng Pháp ra bắt tay chào và đức cha giữ lại được 2 phút thì có thưởng. Thường thì ra chào bonjour, monseigneur, ông nói bonjour là đi mất. Có hôm cái nhẫn là cùng, mà bề trên căng thẳng là không có được nắm tay ông để ông tự làm. Thế thì rồi mình tới phiên mình đã chuẩn bị rồi, thưa quý vị, tiếng Pháp hẳn hoi. Ông mới đi từ Nha Trang lên cái đồi đó, qua cái cầu xóm bóng đó. Đi hồi xưa thì phương tiện đâu có gì, ông đi cái mobilet của ông đó, cái xe gắn máy đó, của Pháp đó. Thấy ông có mồ hôi nữa, tôi ra chào. Bonjour, monseigneur. Oh yeah, bonjour. Tôi hỏi tiếp, avez-vous faim? Tức là đức cha có đói không? Mà tôi đọc sai là avez-vous faim? Là đức cha có vợ chưa? Và ông ấy nắm cổ tôi lại liền. Ông nói, ai xúi hỏi gì hay vậy? Ông nói gì nữa tôi có hiểu đâu. Nhưng mà tôi được giữ gần 10 phút. Ông ấy quá ra tai nạn lại được thưởng đó. Avez-vous faim? Avez-vous faim? Khác chút á. Vậy đủ rồi. Là mình được thưởng lại Chúa. Mấy người kia xuống lại, mày hỏi cái gì mà đức cha giữ lâu vậy? Không biết. Ông nói gì ông nói kệ ông. Ông nói tiếng Tây dài quá ra mình. Ông giải thích đời độc thân của linh mục làm sao mình hiểu nổi, đâu có đủ chữ. Cho nên tôi ok, được thưởng quá trời. Một bịch kẹo đó chứ không phải giỡn đâu. Tha hồ ăn đến hư răng luôn đó. Thấy không? Trong cái tai nạn nó cũng có cái hay. Cho nên người Pháp nó có cái câu à quelque chose malheur est bon. Đôi khi những điều tai họa lại là điều phúc. Nó cũng hay hay đó. Sử nghĩ lại cái